vị đến với chương trình Nhạc Yêu Cầu Lời Yêu Thương của Việt TV. Thưa quý vị, chương trình Lời Yêu Thương gom góp những tình cảm và tấm lòng của quý vị đến với những người mà chúng ta yêu thương và quan tâm. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Kiều Trâm sẽ cùng với người bạn đồng hành của Kiều Trâm chính là Ngọc Trâm đến để gửi đến quý vị những lá thư mà quý vị đã gửi trong suốt những tuần vừa qua. Ngọc Trâm xin mến chào quý vị, và cũng như thường lệ thì Ngọc Trâm rất vui lại cùng với Kiều Trâm được đồng hành cùng với quý vị gửi gắm những tâm tình yêu thương của quý vị. Và thưa với quý vị là một cái email mà quý vị hãy luôn luôn nhớ, đó là lời yêu thương @viettv.com sẽ là nơi tiếp nhận tất cả mọi lá thư của quý vị, và Ngọc Trâm và Kiều Trâm sẽ cố gắng truyền tải hết những lá thư đó của quý vị đến cho những người mà quý vị yêu mến. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với một lá thư đầu tiên mà trong tuần qua thì Ngọc Trâm và Kiều Trâm đã tìm được thấy những cái lời lẽ rất là dễ thương. Mà Kiều Trâm biết không, trong lá thư này đó thì mục đích chính của cái người viết thư là muốn tìm lại một cô bạn mà anh đã gặp cách đây một tháng, mà cái cuộc gặp gỡ rất là nhanh chóng trong một cái buổi đám cưới của anh với lại của người em họ của anh, và họ đã có một cái cuộc trò chuyện rất là vui vẻ. Anh đã viết như thế này: thấy em đi một mình, tôi đoán chừng là em chưa có người yêu. Vài lần tôi đã muốn hỏi số điện thoại của em nhưng lại ngập ngừng rồi thôi. Còn có lẽ vì em muốn để cho tôi hỏi số điện thoại trước, nên suốt buổi tiệc cho đến khi ra về, em không một lần hỏi về danh tính cũng như là công việc của tôi. Và trong lá thư anh chàng này cũng viết tiếp là không hiểu sao trong thời đại này rồi, có rất nhiều cách để chúng ta có thể kết nối với nhau như là Facebook, Snapchat. Thế mà tôi lại không tìm ra cách nào để gặp lại em. Thôi thì tôi nhờ lời yêu thương giúp tôi gửi những lòng dòng tâm sự này đến với em. Một người vẫn đang mong chờ được gặp lại em. Và lần này thì tôi sẽ không để lạc mất em nữa đâu. Kiều Trâm thấy không, chương trình Lời Yêu Thương trước đây là mục đích chính là có thể là kết nối những cái tâm tình của quý vị khán giả gửi cho người mà quý vị yêu thương. Nay thì cũng là một nơi để mà tìm bạn bốn phương. Và Ngọc Trâm nghĩ từ cái ý tưởng này cũng rất là hay. Hy vọng là cô bạn gái dễ thương khi mà theo dõi chương trình này thì sẽ tìm cách để mà liên lạc được với anh qua thông qua chương trình Lời Yêu Thương. Còn Kiều Trâm có bài hát nào muốn gửi tặng cho anh không? Và Kiều Trâm không nghĩ bài nào thích hợp hơn với cái dòng tâm sự của anh này, khi mà cái mối tình của anh rất là mỏng manh để mà nắm bắt được. Thì Kiều Trâm và Ngọc Trâm cũng như chương trình Lời Yêu Thương xin gửi đến quý vị ca khúc Tin Là Sợi Tơ, được thể hiện bởi Sĩ Đan và nữ ca sĩ Sheila. Tiếng khóc không vơi được nỗi sầu đâu em, nước mắt không đem là chuối ngày ấm em. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em, tình yêu đẹp nhất khi xa nhau còn thương nhau. Hôm nay mình vẫn còn nhau đây, những mong mãi sau tình trôi vào đắng cay. Tiếc nuối thêm chi, hãy cố quên đi, hãy cố quên đi bao nhiêu chuyện tình đam mê. Anh muốn đôi ta mãi như người tình, vui đời hẹn hò khi trên dòng suối, khi trên đồi buồn. Nửa đêm thanh vắng dịu đến công viên, đôi trẻ lạc loài trên sạp lá vàng. Chẳng cần mình sống cho nhau, vượt lòng đại dương mình gặp lại đây. Sau cơn khát dài thương nhớ bao ngày, tình yêu trong tay.
nguồn yêu đương đắm đuối. Ngày thuyền tình vào bên mới, ta sẽ cho nhau tình yêu tuyệt vời. Ôi, đời là đại dương mong manh, tình là sợi tơ mong manh. Và ta là chiếc thuyền con bồng bềnh trên sóng lênh đênh. Lo mai sau mình không còn bên nhau, nhưng lo mai sau tình trôi vào đớn đau. Đừng buồn nghe anh, đừng sống nghe em. Tình yêu là những ngôi sao bay theo trong đêm. Đừng buồn nghe anh, đừng sống nghe em. Tình yêu là những ngôi sao bay theo trong đêm. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua cũng có một email của chị Phạm Bảo Ngọc đã gửi tặng cho anh Ngô Trung Kiên được ở tại Houston, Texas với lời nhắn như sau. Kỷ niệm 5 tháng 6 ngày chúng ta đã yêu nhau. Thời gian đầu là thời gian hạnh phúc nhất, nên anh với em phải tận hưởng hết những giây phút này phải không anh? Cảm ơn anh đã đến và cảm ơn tình cảm của chính em đủ mạnh để giữ chân anh lại. Kiều Trâm và Ngọc Trâm cùng chúc cho tình yêu của chị Bảo Ngọc và anh Ngô Trung Kiên luôn vững mạnh như những lời tâm sự mà chị đã gửi. Và thưa quý vị, với lời nhắn gửi này thì chị Phạm Bảo Ngọc cũng đã yêu cầu ca khúc Tình Đẹp Xót Xa mà chị đã cho biết rằng đây là ca khúc kỷ niệm của hai người. Xin mời quý vị cùng theo dõi ca khúc Tình Đẹp Xót Xa được trình bày bởi nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân. Tình như nắng lên đầu còn đây sao em.
đôi má em hồng, bên ngoài xuân vẫn thơm nồng, bao giờ anh hết phiêu bồng cho nắng vàng chiếu mênh mông. Một người, một người vừa đó ân tình với ta, hoa mộng thiết tha như một bóng mơ, bây giờ đã xa đi thật xa.